Rồi nè con nè, tiếp tế mùa Covid nè. Má mới sáng sớm ngủ dậy con bao quốc cho ba hộp đem về. Công mấy ngày trước em đi lụm trứng về cho trứng mày dữ vậy. Một bữa nó không nhận lụm được, có 1 trứng, 2 trứng à. Lụm hết rồi, nó đem nhà rồi. Lụm 1 trứng, 2 trứng về quốc 3 hộp luôn mới ghê chứ. Rồi mọi người ơi, hôm nay là ngày cuối Dân ở nhà chị Dân rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị chào tạm biệt chị Dân và đi lên Paris. Mình sẽ có mấy ngày vacan ở Paris nữa. Sau đó sẽ kết thúc kỳ nghỉ vacan 2 tuần của hai vợ chồng Dân. Và mình trở về Paris đây mọi người. Hôm nay ngày cuối rồi cho nên là chút nữa Dân sẽ quay sơ sơ lại cho mọi người xem. Rồi mình sẽ chuẩn bị đi lên Paris nha. Có chân kìa. Anh rể nha, bị cắt cỏ. Rồi chào tạm biệt nhau đi. Chuẩn bị đi rồi. Ôm hôn tắm tiết đi, Mi Tê. Cá le đi. Cá le Mi Tê đi con. Trời ơi. Ở bà đó là bà ăn hiếp. Lại ôm Eliza đi con. Bisu Eliza. Ôm Eliza. Bye bye Eliza đi con. Au revoir Mi Tê. Bye bye Mi Tê Eliza. Bye bye. Bye bye. Bye bye Kushunai. Mà chết. Bye bye Kushunai. Bye bye nha con. Bye bye nha. Có gì hả? Hai năm nữa tôi ta lên. Hai đứa. Giờ chị thấy nhìn hai đứa ngộ hơi vắng què ha. Rồi bye bye. Dạ. Khám phá nước Pháp. Khám phá nước Pháp. Rồi, cô chị. Bye bye chị nha. Năm sau xuống nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi lên Paris nha. Đi lên thăm con nhỏ em của Dân ở trên Paris và sẽ quay lại cho mọi người xem những ngày ở Paris nha. Rồi mọi người ơi, tụi Dân đang trên đường đi tới quận 13. Hôm nay cả nhà Dân sẽ ghé quận 13 để ăn uống này kia. Đi giờ đi vô cái hầm này. Mọi người tới thành phố lớn thấy khác, mọi người xe cộ đông đúc này kia. Rồi nè, chuẩn bị tới nè, ba chạy vô là tới. Rồi. Rồi tới rồi mọi người ơi, cả nhà Dân đã tới Paris rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô trong Paris quận đi vô quận 13 để kiếm đồ ăn. Đi Paris. Xong rồi chiều nay sẽ ghé nhà Tata Giang nha. Quẹo vô pizza đó, cái đường pizza này kia rồi đó. Không giờ lỡ rồi, đi tới rồi đó. Nói chung tới rồi đó. Tới rồi đó. Tới rồi con, Paris quận 13 tới rồi. Mà chứ, nó đi học, nói gì. Nè đó kìa, nó để kìa, public 13 kìa, thấy không? Đó, mình quẹo qua cái con đường đồ ăn là bên kia kìa. Ok, rồi vay đi con. Dậy đi, tới Dubai rồi con. Dậy đi.
Mà chị ơi, tới đâu ba rồi, tới đâu ba rồi. Tới đâu ba rồi con? Rồi cái con đường của tôi. Đó, nhìn nó nhớ đó, vô là thấy tiếng Tây tiếng U là biết rồi đó. Rồi mọi người ơi, cả nhà dân đã tới quận 13 Paris rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm bà Kinh đậu vô. Xong rồi mình sẽ đi dạo để đi kiếm đồ ăn mọi người ơi. Lô vô đây là chỉ có mua đồ ăn thôi. Lên Paris quận 13 là mua đồ ăn. Đúng rồi. Ôi công viên đâu gần gần đây nè. Cho mấy đứa chơi. Có gần gần đây nè. Nè công viên này đi bộ vô nè, công viên kế cái nhà hàng. Không. Đi công viên nhỏ đi vô trong đây nè. Tôi đã nhớ cái nhà hàng cái nhà băng này mà. Có khi giờ này mới là đính chính xác giờ ăn của người ta. Có khi người ta dậy trễ. Người ta dậy trễ nên thành ra giờ này mới là giờ ăn. Còn ở ấy thì mình dậy sớm. Ôi 3 giờ sớm mình đi vô trong mình sợ luôn. Trời ơi. Thôi là đi kiếm. Mẹ mà đi kiếm chỗ đó hả? Coi coi đó. Bánh cuốn này, phở bánh cuốn 14 nè. Ông ơi là đâu? Phở quá trời, trời. Có không? Nhiều lắm. Paris lớn con. Paris lớn. Xong rồi cái này là quận 13 thôi. Giống như là có nhiều quận. Cái quận này là quận 13, hiểu không? Ok. Từ từ. Đi kiếm chỗ đậu cái con. Từ từ mình đi kiếm chỗ đậu cái. Ui ui. Ui. Đó. Có cái chợ Việt nữa nè. Ui chị bà phải nhiều hả? Đúng rồi, mình đi chơi hổng là đâu có chùi rửa gì đâu, nó phải dơ chứ con. Nào. Đi, từ từ coi. Đi chậm chậm đi kiếm chỗ. Ở đây là thành phố lớn khó kiếm chỗ lắm con. Kiếm chỗ nào khó lắm, cực lắm chứ, phải về đâu. Đi cái đổ đó, lên cái đổ đó. Đi lên đổ đó. Thì đó, mình về đây. Rồi, có chỗ không? Không có chỗ ngoài, không có chỗ ngoài. Để mình đi vòng lên. Này để em quay cho. Đi. Nhớ cái tòa nhà Maison du Monde á. Rồi. Rồi, cả nhà dân đã tới quận 13 rồi, bây giờ đi kiếm đồ ăn mọi người. Má tư. Mình ăn đâu gần gần đây nè. Bò bún cây ớt kìa. Rồi, đó mà chắc muốn làm kiểu đó mà mau làm cho. Ở đây đông dữ à. Seju cafe. Cô đã bằng. Merci. Wow, đông quá trời luôn. Hồi đó tụi dân lên Paris là ăn phở mùi nè mọi người. Cái tiệm này lâu năm lắm rồi. Đông quá trời luôn. Hồi đó mình ngồi ngay góc này mà chết nhớ không? Đông quá trời luôn. Bây giờ ăn mà đông quá à.
Rồi mọi người ơi, tụi dân ghé bánh mì Khai Trí. Cái tiệm bánh mì này là nổi tiếng ở trên Paris á. Mình đọc trên báo thì mình thấy rồi mình ghé đây mua 6 ổ bánh mì. Bánh mì làm nhanh mà gọn lẹ. Có để sẵn, cô để sẵn trong cái bọc như này dễ lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ ăn nha. Rồi đây mọi người, bánh mì Khai Trí nè mọi người, ngon dễ sợ luôn. Chắc có khi đợt về dân sẽ ghé bánh mì Khai Trí dân mua thêm nữa. Dân mua thêm mấy ổ đem về dưới cho mọi người ăn. Còn này dân mua ở trên cái tiệm phở 13 đó mọi người. Nhà hàng phở 13 nó có chè rồi cháo rồi sữa đậu nành phở, nói chung đồ Việt Nam ở trên nó quá trời luôn nè. Ngon dễ sợ luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ tụi dân ăn bánh mì rồi, mua bánh mì ăn với lại sữa đậu nành này kia rồi xong. Giờ ra đây cho tụi nhỏ nó chơi chút xíu. Mà chí đa. Je fais le film ou pas? Est-ce que je... Non. Mọi người ơi, đây là cái tiệm bánh mà dân mua. Định quay phim cho mọi người coi mà bà chủ đây bà sống nhăn mọi người. Trời ơi, dân mua tiệm này lần đầu tiên mà mai mốt chứ dân không có thèm mua nữa đâu. Trời ơi, cái bà chủ gì đâu mà sống nhăn kinh khủng luôn á. Nè, dân mua 10 cái mọi người, mỗi thứ mỗi cái một loại á. Xong rồi chút nữa dân về mở ra cho mọi người xem, cái đó là giống như kiểu bánh bía này. Bánh bía tươi á. Mua 27 đồng. Nói chung mỗi cái có 1 đồng mấy, 2 đồng mấy cái là không có mắc. Rồi giờ ngồi đó cho mà tôi nó ăn chút xíu à. Thôi vô tôi lấy trà sữa tao trái về cho tụi. Rồi mọi người ơi, cả nhà dân dừng ở cái tiệm trà sữa này, xong rồi mình vô mua trà sữa rồi này. Rồi sáng giờ mua được vịt quay với lại mấy cái bịch ship. Mua được bánh mì nữa, bánh mì Khai Trí mọi người. Rồi xong sữa đậu nành. Sữa đậu nành với lại chè bà ba ở ngay chỗ cái phở 13 đó. Rồi cái tiệm bánh này. Rồi mà ghét cái tiệm bánh này ghê á thiệt á. Tiệm bánh này ghét ghê luôn á, mày muốn quay lại nữa không? Rồi mọi người ơi, lần nào lên quận 13 tụi dân cũng ghé cái Boba Tea Coffee này để mua trà sữa đó. Mình uống chỗ này mình riết quen mà. Ngon. Dịch quay là phải mua đúng tiệm luôn. Rồi mọi người ơi, cả nhà dân đi ghé quận 13 kiếm cái gì ăn rồi xong rồi mua trà sữa nè mọi người. Rồi bây giờ sẽ đi lại nhà em của dân nha. Cho tụi nhỏ nó chơi bời trong quận 13 xong rồi bây giờ mình sẽ đi lại nhà em dân. Dân sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Mà chết ơi, dạy con tới Dubai rồi con. Mà chết đi. Thấy không? Thấy Dubai không? Dubai con, dậy đi con. Dubai tới rồi. Đây ra là đông lắm, này chủ nhật mình thấy không? Chủ nhật mình tuổi thứ bảy rồi thấy không? Chủ nhật mình nhà mình thấy giống quen những ngủ không? Đó là chủ nhật đó. Chắc nữa lên gặp BB nè, có Tây Giang có BB luôn, BB Phi giờ giống con vậy đó, giống con hồi nhỏ đó. Rồi mọi người ơi, dân đã tới nhà của em dân rồi. Tít tên của nàng đây. Đẹp lắm. Trời ơi. Ở đó trước thì đẻ rảnh. Rồi đi đi. Rồi bây giờ dân dắt xuống cái chỗ chơi ở dưới nhà của em dân á mọi người. Má chát mày chơi kìa. Giờ đây cái gì? Đi đâu? Chỗ đó sợ người ta không cho chơi quá. Si thì đi vô đi. Đi.
chi rồi. Con ăn cái lê ghim không? Con ăn lê ghim xuất tê không? Lê ghim. No, nó không ăn đâu. Tao thôi. Mày thôi hả? Dạ. Rồi, cho cái nĩa. Con mai chi không? Mai chi vô. Mai chi vô. Mai chi ra ta đi. Mai chi ra ta. Nói gì? Ông lê con ăn giống chị đâu, giống em không? Nói gì? Con không thích hả? Con bỏ cái chân xuống ngồi thẳng vậy. Rồi mình lấy nước siro. Trời ơi, ăn được. Ừ, thấy thương không? Trộn lên nha. Rồi. Con ăn hết đi con. Không, ráng cứu bọt tôi Chris cho nó là nó giỏi rồi. Không, không nó chuyện cũng được. Không, Học ăn gì nữa không? Kêu Pizzap viết cái... Sao giờ tôi thấy ăn được quá nha. Viết cái thơ cho nó lẹ. Ăn gì nữa đi. Thôi. Thôi, ăn cái đũa mẹ nó quá trời. Không xì đâu. Rồi dân lên cái em dân nó pha cho cái trà. Cái trà này là cái này là sa phong á mọi người, nhị của hoa. Cái nó đừng phá mấy đứa ơi. Đấy, mình cứ xúc xích. Ờ, à tổng, để con xuống cho tao nó. Trời, mập nó ra mập nó chơi gì nè. No, ờ vậy gì? Angu, the petit flesh angu a gauche. Mọi. Ủa này. Hola, Chris. Sulu. Sulu.